Đen ơi. Mệt không? Chị cũng đoán thế. Câu mệt không? Cảm giác ngồi máy bay mình nào? Xong ngồi một cạnh em Nhật Bản đọc sách thì là em cũng lôi ra sách ra đọc luôn. Máy hết pin là cũng ngồi đọc hết sách. Nãy fan tặng một quyển sách em ngồi đọc hết. Kinh nhờ, khỏe nhờ. Ba kiện tất cả đấy. Này. Đây, nhét cho em cái này nữa. Này, trả máy cho chị Quỳnh này. Cao filter này đẹp.